Xin chào các khán giả thân thương của Mọt Hoa Ngữ, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mô típ yêu trong đau khổ hay còn biết đến là phim ngược tâm đau đớn của các nhân vật chính đã không còn quá mới lạ với những mọt phim rồi nữa đúng không nào? Nhất là những bộ phim của xứ sở chùa vàng với dàn diễn viên lung linh, lấp lánh cộng với kịch bản phim quá ư là cuốn hút. Và ngay sau đây, hãy cùng Mọt Hoa Ngữ điểm qua những bộ phim ngược tâm của Thái Lan hay nhất và mới nhất mà các bạn không nên bỏ lỡ nhé. Nào, mời các bạn cùng theo dõi. Top 5 phim Thái Lan ngược tơi tả nhưng cái kết cực viên mãn, nhất định bạn phải xem một lần trong đời. Trò chơi tình yêu Game Rai Game Rak với độ dài 21 tập, được chiếu trên đài CH3 Thái Lan. Trò chơi tình yêu đánh dấu thêm một lần hợp tác, quá trình thành công và ăn ý của cặp đôi Nadek Kuzimiza và Jaja Urasaza. Bộ phim cũng đã trở thành một trong những phim có rating hàng đầu của nhà đài, cùng với cuộc chiến với nhân tình. Sau một vụ đắm tàu, một cô bé tuổi mới lớn trôi dạt vào bờ biển của đảo Min, nơi anh chàng Sai Chon do Nadek thủ vai đã cứu được cô và đưa cô về chăm sóc. Anh đặt cho cô cái tên là Nang Pha do Yaya thủ vai, vì anh xem cô là một thiên thần nhỏ của anh. Dần dần cả hai cùng nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng Sai Chon không biết được một ngày Nang Pha bị bắt rời xa anh. Những ký ức của cô trên đảo Min cũng bị xóa sạch bởi những âm mưu đen tối phía sau. Về phần Sai Chon, vì quá đau khổ khi mất người mình yêu, anh lặn lội đến Bangkok với hy vọng tìm thấy Nang Pha. Tuy nhiên tất cả chỉ là vô vọng. Trong tột cùng đau khổ, anh tìm đến Marlon, vị tỷ phú người Mỹ anh đã từng cứu sống. Ông nhận anh làm con nuôi và đưa anh sang Mỹ học tập. Ngày Nang Pha, tên thật là Falada, gặp lại Sai Chon tại Bangkok. Anh vô cùng vui mừng nhưng lại hụt hẫng ngay sau đó khi thấy cô chẳng mảy may nhớ gì đến mình. Anh cho rằng Falada đã cố tình quên anh, quên đi chuyện hai người đã từng là vợ chồng, chỉ vì anh có xuất thân thấp hèn. Lợi dụng việc trong Puppe, chị gái được nhận nuôi của Falada có tình cảm với mình, Sai Chon đã quyết định trả thù cả hai chị em. Anh qua lại với trong Puppe, dù biết cô đã có vị hôn phu chỉ để được gặp gỡ Falada. Nhận ra hành động không hay của Sai Chon, Falada rất tức giận và hay gắt gỏng với anh. Mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng tột độ. Trong một lần vô tình, Falada đã bị Sai Chon ép buộc. Sai Chon lợi dụng điểm yếu này bắt Falada phải nghe lời và uy hiếp cô làm theo ý của mình, nếu không anh sẽ gây hại cho chị cô. Vì nghĩ cho chị gái, Falada đành phải để Sai Chon tiếp tục giày vò. Liệu trò chơi tình yêu của họ sẽ có một cái kết đẹp? Cùng xem phim để biết chi tiết hơn các bạn nhé! Cuộc chiến với nhân tình Mitaung là một bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm có chủ đề rất độc đáo mới lạ so với nhiều bộ phim khác. Cuộc chiến với nhân tình Mitaung thổi lan gió mới cho mọt phim khi đánh dấu sự hợp tác ăn ý của cặp đôi trai tài gái sắc Chompoo Araya và Patchara Namprurom và diễn xuất ấn tượng của nữ phụ Ponitana Songklabpen. Khởi chiếu vào năm 2011 trên đài CH3 Thái Lan. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim vẫn nằm trong top những phim truyền hình có rating cao ngất ngưỡng của nhà đài. Trong phim, Công Khai do Rome thủ vai là chàng công tử nước tiếng với độ giàu có và chịu chơi của mình. Hơn nữa, anh còn được nhiều người đẹp săn đón bởi khối tài sản khổng lồ anh sẽ kế thừa từ gia đình. Trong đó có cô người mẫu nổi tiếng đầy tham vọng Borangchat do Ben thủ vai. Họ yêu đương một thời gian dài, nhưng Borangchat vẫn không thể nào trở thành dâu nhà Công Khai, bởi mẹ anh luôn ngăn cản. Cuộc hôn nhân theo sự sắp xếp của mẹ mình với Arun Prapai do Chompoo thủ vai khiến Công Khai càng thấy bất mãn. Anh vẫn tiếp tục ăn chơi và ngoại tình với Borangchat mặc cho lời khuyên răn của mẹ mình. Về phần Arun Prapai, cô cũng thực sự chưa hẳn là yêu người chồng mới này. Cuộc hôn nhân đối với cô như một sự cứu cánh sau chuyện tình tan vỡ với bạn trai cũ. Nhưng câu nói trong tình yêu ai động lòng trước người đó thua. Khi Arun Prapai đem lòng yêu thương Công Khai, anh vẫn luôn làm những điều khiến cô rất đau lòng và khó mà tha thứ. Công Khai tuy cũng có tình cảm với Arun Prapai, tuy nhiên anh vẫn cố ý dằn vặt cô vì cho rằng cô quá cứng rắn và ngang bướng. Nếu cô chịu nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai anh những lời ngọt ngào, thì có lẽ Công Khai sẽ quan tâm cô nhiều hơn. Vòng luẩn quẩn tình yêu giữa hai người cứ thế tiếp diễn, yêu nhưng không nói. Và đỉnh điểm là những hiểu lầm, những giọt nước mắt tràn mi. Sự hối hận của Công Khai liệu có khiến Arun Prapai tha thứ? Tình yêu của họ có giúp xoa dịu những đau khổ, những tổn thương mà hai người đã từng có. Tiêu Dùm Cô Chủ Ngao A Sốc. Tiêu Dùm Cô Chủ Ngao A Sốc là một trong những bộ phim Thái Lan được remake nhiều phiên bản nhất. Hiện nay đã có 3 phiên bản năm 1999, 2008 và 2016. Phiên bản năm 2008 với sự tham gia của Nawat Kunrat Tanarak và P'ung Kunia Linaktapong tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và là một trong những bộ phim ăn khách nhất lúc bấy giờ, không chỉ tại Thái Lan mà còn ở các nước châu Á khác, đặc biệt là Việt Nam. Lấy bối cảnh thời kỳ những năm 1957-1963, khi Thái Lan vẫn còn là một nước bán thuộc địa, chịu sự chi phối của Anh, Pháp và Mỹ. Cũng trong thời kỳ này, chế độ chủ nô vẫn còn ám ảnh xã hội Thái Lan rất nhiều. Phim xoay quanh bi kịch của gia tộc Mahathada, quyền quý, khi cô hầu Lukana chỉ vì chót yêu cậu chủ mà bị ép phải tự tử. Giận mẹ mình đã đẩy người vô tội vào chỗ chết, mang thai do Pongnawat thủ vai, quyết định bỏ sang nước ngoài du học và thề sẽ không trở về ngôi nhà luôn gợi lại những ký ức ám ảnh đau buồn đó nữa. Vị hôn thê của anh là Vizada, tính tình hạnh huệ, khó chiều. Vì không chịu chờ đợi người yêu, Vizada đã quyết định mồi chài những tên công tử nhà giàu khác và nhờ người hầu nhà mình ngày ngày viết thư cho Monthai. Còn cô hầu gái Biachat do P'ung thủ vai, cứ mãi nắn nót viết thư cho cậu Mon, rồi dần nảy sinh tình cảm với anh lúc nào không hay. Khi Monthai trở về, thật chớ trêu thay, anh lại xem Biachat do P'ung thủ vai là cái gai trong mắt vì nghĩ rằng cô tiếp cận mẹ anh chỉ vì gia sản. Trái tim anh luôn tin tưởng Vizada, thậm chí còn lên kế hoạch cưới cô và tiếp tục chỉ chiết mỉa mai cô gái đáng thương Biachat. Về phía Vizada, ngay khi hay tin vị hôn phu đẹp trai giàu có của mình trở về, cô chủ xấu tính này vội vã chuyển đến nhà anh sống và không ngừng bày trò hãm hại Biachat khi thấy cô hầu gái nhận được tình thương của mẹ Monthai. Một cô gái hiền lành dịu dàng như Bi phải chăng vẫn sẽ im lặng để mọi chuyện cứ thế diễn ra, rồi trơ mắt nhìn người mình yêu đi cưới người khác? Còn cậu chủ Monthai liệu có căm ghét Bi đến mức nhìn cô cũng không muốn? Đây vẫn là một câu hỏi cho những ai chưa thưởng thức bộ phim. Sự quyến rũ xấu xa Roylay Sanirai. Sự quyến rũ xấu xa là bản remake thứ hai sau phiên bản trước đó. Bộ phim được phát sóng vào năm 2015 với sự tham gia của Put Pantichai Kasetsin và Pantila Pansiri Thanachot. Tỷ phú sở hữu khối tài sản khổng lồ Kasimrat mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước khi mất, vì quá hối hận với những việc làm sai trái của mình với người bạn từng hợp tác kinh doanh thời trẻ, Kasimrat tìm gặp gia đình của bạn mình và phát hiện cô con gái của Jakapot là Nam Nung do Pantila thủ vai. Để bù đắp cho tội lỗi đã gây ra, ông để lại một di chúc, một nửa tài sản của ông sẽ dành cho cậu con trai độc nhất, Công Pop do Put thủ vai, và một nửa còn lại để tên Nam Nung. Sau khi bố mình qua đời, Công Pop bảo luật sư đọc di chúc và phát hiện sự thật kinh hoàng. Anh phải chia một nửa tiền cho một người không thân thích, không họ hàng, không quen biết. Công Pop điều tra về Nam Nung, chủ động tán tỉnh, cưa đổ cô để giành lại toàn bộ khối tài sản. Trái tim bé nhỏ của cô gái Nam Nung thật sự đã rung động vì Công Pop. Cuối cùng cô quyết định đồng ý kết hôn với anh. Nhưng chuyện đâu thể dễ dàng như vậy. Bên cạnh Công Pop lúc nào cũng có các bóng hồng vây quanh vì vẻ điển trai của anh và cả tài sản cách xù mà anh được thừa hưởng. Lúc nào Nam Nung cũng phải đối mặt với người yêu cũ của Công Pop, khiến cô cảm thấy mệt hết cả người. Khi hôn lễ diễn ra, mọi chuyện vỡ lở, sự thật phơi bày rằng Công Pop chỉ vì muốn tài sản thuộc về mình nên mới tiếp cận Nam Nung. Quá thất vọng và đau khổ, cô quyết định trả lại toàn bộ tài sản và cắt đứt mọi quan hệ với Công Pop, mặc cho những lời xin lỗi của anh. Với Công Pop, Nam Nung đã là một phần trong cuộc sống của anh mất rồi. Nếu xuất phát điểm ban đầu chỉ vì muốn đạt đi những gì bố anh đã cho cô, nhưng hiện tại anh lại yêu cô thật. Có vẻ sự thật đến quá muộn màng và lời giải thích của anh không hề đúng thời điểm. Sẽ ra sao nếu một playboy quyết định nghiêm túc? Sự quyến rũ xấu xa sẽ trả lời. Sóng gió cuộc đời Kerluen Chiwit. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Sóng gió cuộc đời Kerluen Chiwit được xem là bộ phim thứ hai của Porin Suparat và Jaja Urasaza, đóng chung sau 6 năm từ bộ phim Cao Bồi Bangkok. Sau khi phát sóng, Bộ phim được đánh giá là quá ngược đối với nữ chính do Jaja thủ vai. Ngoài ra, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên phụ vừa xinh xắn vừa tài giỏi như Tâu y Jun Kierp, Louis Scope, Zerawak do Jaja thủ vai là một nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo khi lên hình. Bên ngoài cô lại là một cô gái khá đanh đá và nghĩ gì nói đó nên nhiều lúc bị người xung quanh hiểu lầm. Dê có tuổi thơ khá bất hạnh khi mẹ cô bỏ cô cho bà nuôi để đi thêm bước nữa với người bố dượng giàu có. Khi Dê lớn lên, cô lại chịu nhiều sự đe dọa đến từ bố dượng của mình vì ông ta rất muốn đoạt được cô khi có cơ hội. Trong một lần Dê bị bố dượng chuốc thuốc ngủ, cô lái xe bỏ trốn trong tình trạng mất ý thức và đâm vào Tiêu, vị hôn phu của Sa Thíp do Mark Green thủ vai, làm cho Tiêu tử nạn. Sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, Dê đã đứng ra đầu thú, nhưng người quản lý của cô là Suki đã nhanh tay hơn cô khi tìm được người thay thế là tài xế Stephen. Khi Sa Thíp biết được Dê chính là hung thủ, anh vô cùng căm hận cô và rất muốn trả thù người đã cướp đi mạng sống của vị hôn thê anh yêu quý. Trai gian do Louis thủ vai, chồng của Piak do Tâu Y thủ vai, có dịp hợp tác với Dê và nảy sinh tình cảm với cô trong khi cô chỉ xem anh là một người anh lớn. Piak và Sa Thíp lại là chỗ quen biết. Cô nói với anh rằng nguyên nhân do Dê đã xen vào mối quan hệ của cô và chồng nên hai người sẽ ly hôn. Thù cũ nợ mới dồn dập, Piak và Sa Thíp hợp tác để khiến Dê phải đau khổ và phá nát sự nghiệp cô gây dựng bao năm. Chỉ là Sa Thíp cũng không ngờ anh lại rơi vào lưới tình của Dê. Anh dần có tình cảm với cô và trái tim anh cũng thuộc về người con gái anh từng căm ghét lúc nào chẳng hay, khiến anh có ngăn cản bản thân cách mấy cũng không thể. Các bạn thân mến, như vậy là chúng mình đã vừa cùng nhau điểm qua top 5 bộ phim Thái Lan ngược tâm tơi tả mà các bạn không nên bỏ lỡ trong năm 2020 này. Các bạn có ấn tượng nhất với bộ phim nào? Hãy cho admin biết bằng cách comment xuống phía dưới video này nhé. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất, hay nhất của Mọt Hoa Ngữ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!